Mô hình cà phê sáng với nhân dân của tỉnh Bình Dương vừa được tuyên dương là điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Điểm sáng của mô hình này là đó đã thay đổi tư duy từ hành chính sang vì nhân dân phục vụ. Thông qua mô hình này, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương cũng đã chủ động kết nối địa phương để tuyên truyền chính sách đến người dân, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Đây là một buổi cà phê sáng với nhân dân của chính quyền khu phố 6, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương với bà con nhân dân trên địa bàn. Không có ranh giới giữa lãnh đạo với người dân, chỉ có những câu chuyện thân tình, những băn khoăn, chia sẻ được giải đáp kịp thời bên ly cà phê. Trong không khí cởi mở đó, những vướng mắc về các chính sách bảo hiểm xã hội cũng đã tranh thủ được giải đáp. Tôi thấy tôi rất là vui chứ, bởi vì thí dụ như mình có những cái gì mà mình không hiểu, thì mình được nghĩa là cơ quan bảo hiểm tư vấn cho mình rất là rõ ràng. Ví dụ như khoản nào mình thắc mắc, mình không hiểu, không biết, thì cơ quan bảo hiểm giải đáp rất là rõ. Và khi mà tham gia cái bảo hiểm này, mình cũng thấy mình an toàn. Cùng với nhân viên y tế của ngành bảo hiểm xã hội về trực tiếp địa bàn, việc thu hút người dân đến lắng nghe, tư vấn, giải đáp cũng trở nên thuận lợi hơn. Đến nay, trên 90% bà con khu phố đã tham gia bảo hiểm xã hội. Địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền linh hoạt để chính sách bảo hiểm đến với mọi người, mọi nhà. Ở khu phố, ở chi bộ cũng tích cực tuyên truyền, vận động những người nào, các cái hội đoàn thể mà chưa tham gia các cái bảo hiểm tự nguyện về xã hội, bảo hiểm y tế thì để tích cực để tham gia vào cho bảo, cái đó là cái bảo đảm quyền lợi cho cá nhân mỗi người, cho nên để vận động người ta cũng nhân dân cũng ủng hộ thôi. Trực tiếp đến những buổi gặp gỡ này, lãnh đạo ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương đã kịp thời lắng nghe tâm tư của người dân, giải đáp những vấn đề băn khoăn thắc mắc về chính sách bảo hiểm, giúp người dân yên tâm, tin tưởng và lựa chọn bảo hiểm xã hội là nơi để gửi gắm sự an tâm của mình, vừa phối hợp với các tổ chức dịch vụ thu, vừa xây dựng kế hoạch phát triển đối tượng sát với từng nhóm đối tượng, có giải pháp tuyên truyền, tiếp cận phù hợp. Ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương đã nỗ lực đưa chính sách nhân văn đến với mọi người dân trong tỉnh. Và bảo hiểm phối hợp với phường để cùng với nhân dân ở tại phường cũng tuyên truyền cái chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đến cho người dân. Và người dân còn chưa rõ cái vấn đề nào về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thì nhân cái buổi cà phê sáng như thế này thì hỏi luôn, thì cơ quan bảo hiểm sẽ có cán bộ ở đây để trả lời cho người dân một cách rõ ràng, cụ thể. Và qua đó thì qua những cái buổi mà phối hợp như thế này, chúng tôi thấy là rất là hữu hiệu, tức là người dân sẽ hiểu hết, có cái khó khăn thắc mắc gì hỏi ngay và hiểu và được chúng tôi hướng dẫn ngay. Năm 2024, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương được giao chỉ tiêu thu trên 28.800 tỷ đồng, với trên 1,1 triệu lượt người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và 14.115 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, trên 2,63 người tham gia bảo hiểm y tế. Trong tình hình hiện nay, địa phương cũng gặp nhiều khó khăn thách thức nhưng vẫn đang tích cực nỗ lực nhiều giải pháp để đạt chỉ tiêu năm nay. Quan trọng hơn là mang chính sách nhân văn đến với mọi nhà, giúp nhân dân yên tâm làm ăn sinh sống.